Chào mọi người, Nấm đang quay cho mọi người xem về cái dông lỏng của Nấm Rơm. Ở đây thì Nấm đã dừng lắc vào ngày hôm qua, đang để yên tĩnh để chuẩn bị bơm. Thì cái giống Nấm Rơm này Nấm đang làm theo yêu cầu. Và mọi người thấy tơ rất là mạnh, tơ rất là mạnh, dính thành. Người thấy nó xù to. Đây, dính thành. Nhìn tơ nấm rơm thì biết nha, cái tơ, cái sợi tơ của nó rất là mảnh. Nó giống như là cái sợi tơ tằm vậy đó. Bám vào cái này thì khi lúc đầu mình lắc á thì nó dính thành. Và sau khi mình dừng á thì nó sẽ bung như thế này ra, nó bung tơ. Đây, thì mọi người á ai muốn lắc đặt lỏng thì đó thì cái đó thì theo kinh nghiệm. Nấm thì nấm thích cỡ này. Cũng chia sẻ cho mọi người á, cái giống này là giống nấm rơm lâu nở nha. Đấy, đẹp lắm mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Thì anh chị em nào có nhu cầu và đặt giống gốc cũng như là giống F3, F2 gì cũng được thì mọi người. Đây thì nấm sẽ lắc bơm ra F2. Đây mọi người, tơ đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người.